Lý do bạn nên dùng huyết thanh tái tạo tóc và da đầu. Huyết thanh da đầu có thể hỗ trợ điều trị các vấn đề về tóc như là gầu bằng cách giữ ẩm và nuôi dưỡng da đầu cũng như các sợi tóc của bạn. Sau đây là lý do bạn nên dùng huyết thanh tái tạo tóc và da đầu. 5 lợi ích hàng đầu của huyết thanh da đầu. Đầu tiên là dưỡng ẩm. Huyết thanh da đầu có thể giúp hydrat hóa da đầu, ngăn ngừa khô, bong tróc và ngứa. Thúc đẩy mọc tóc. Một số loại huyết thanh dành cho da đầu có chứa các thành phần như biotin, vitamin và khoáng chất có thể hỗ trợ cho sự phát triển của tóc và giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của tóc. Thứ ba là ngăn rụng tóc. Một số loại huyết thanh dành cho da đầu có thể giúp điều chỉnh việc sản xuất mã nhờn bởi có một số loại dầu gội có thể làm tắc nghẽn các nang tóc và dẫn đến rụng tóc. Thứ tư là giảm gầu. Huyết thanh da đầu với các thành phần như dầu cây trà có thể giúp giảm các triệu chứng của gầu bao gồm ngứa và bong tróc. Và cuối cùng là cải thiện sức khỏe tổng thể của mái tóc. Huyết thanh da đầu có thể giúp nuôi dưỡng và bảo vệ da đầu và tóc, giúp chúng trông khỏe hơn. Lưu ý lợi ích cụ thể mà huyết thanh da đầu mang đến phụ thuộc vào các thành phần trong đó, cũng như nhu cầu của từng loại tóc và da đầu của bạn. Sử dụng huyết thanh da đầu như thế nào? Bước 1 là gội đầu bằng dầu gội dịu nhẹ tự nhiên, sau đó dùng dầu xả. Bước 2, khi tóc còn khô, nhỏ 2-3 giọt serum dưỡng tóc vào lòng bàn tay và xoa đều trong vài giây để làm mẫm serum. Bước 3, bây giờ bạn chia tóc và bắt đầu thoa nhẹ và đều huyết thanh lên da đầu. Tránh chà sát huyết thanh lên tóc. Lưu ý hãy nhớ bôi huyết thanh lên cả chân tóc của bạn. Bước 4, khi bạn đã thoa xong huyết thanh, hãy xoa bóp huyết thanh vào da đầu ít nhất 10 phút bằng đầu ngón tay theo chuyển động tròn để đảm bảo huyết thanh được phủ đều. Và cuối cùng là các bạn có thể chia thành nhiều phần và bôi serum dưỡng tóc theo chiều dài của tóc. Với việc sử dụng huyết thanh da đầu thường xuyên sẽ giúp da đầu của bạn khỏe mạnh và tóc mọc dày hơn trong khoảng 3-4 tuần. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.